thưa quý vị tổng thống mỹ joe biden vừa ký xác lệnh hành pháp quy định xác minh kỳ lưỡng thông tin cá nhân của người mua vũ khí và thắt chặt kiểm soát việc sở hữu ap đưa tin đây là động thái mới nhất trong chính sách kiểm soát súng đạn được chính quyền mỹ xem là toàn diện nhất mà không cần quốc hội thông qua theo đó xác lệnh yêu cầu các đại lý súng được cấp phép chấp hành quy trình kiểm tra lý lịch cũng như khuyến nghị những người trong diện phải kiểm tra lý lịch thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra. Đồng thời, xác lệnh này cũng yêu cầu trực tiếp các tập đoàn sản xuất súng đạn tại Mỹ. Khi yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang đánh giá hoạt động tiếp thị, quảng cáo súng đạn đối với người dân Mỹ, kể cả đối với đối tượng là trẻ em, vị thành niên. Theo tài liệu được công bố, trọng tâm của xác lệnh kiểm soát súng đạn là tập trung vào việc mở rộng quy trình kiểm tra lý lịch người mua súng nhằm ngăn chặn khả năng tội phạm hoặc những đối tượng có hành vi ngược đãi sở hữu súng đạn. Gun Violet Australia, một tổ chức nghiên cứu báo cáo vào tháng 3 cho rằng, trong 2 tháng đầu năm 2023, gần 3.000 người bị thiệt mạng và 964 trẻ em bị thương vì súng ở Mỹ. Theo CNN, đây là những con số kỷ lục trong lịch sử nước Mỹ.